Nhà phân phối thiết bị điện công nghiệp Minh Motor kính chào quý khách. Sau đây công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách loại motor liền giảm tốc 1,5 kW, 2 ngựa, 2 HP. Đây là loại chân đế trục thẳng và đây là loại mặt bích. Tần lượt của các cốt trục là 32mm và 40mm. Trục của giảm tốc được tô nhiệt luyện để tạo độ cứng tuyệt đối. Đặc biệt hơn, trục của giảm tốc chống rỉ sét, bền như inox. Và sau đây là tem của sản phẩm 1,5kW, 2HP, 2 ngựa. Dòng ampe định mức là 3,72A. Radio 1/5. Đầu giảm tốc trục thẳng được gắn với động cơ có mặt bích. Đầu giảm tốc mặt bích. Đầu giảm tốc cycloid. Đây là dạng chân đế trục thẳng. Và đây là dạng mặt bích. Đầu giảm tốc trục thẳng được gắn với động cơ có thắng, hay còn gọi là phanh. Đầu giảm tốc R chuyên dùng cho tải nặng, được gắn với điều tốc cơ điều chỉnh tốc độ và động cơ có mặt bích. Motor liền giảm tốc 1 pha điện áp 220V, loại chân đế trục thẳng. Đây là hai quả tụ. Motor giảm tốc mini điều chỉnh tốc độ có công suất từ 30W cho tới 400W. Ngoài giảm tốc trục thẳng ra, quý khách có thể lựa chọn là giảm tốc trục ra vuông gốc. Tốc độ của trục ra sau khi được giảm tốc là miền Bắc gọi là radio 5, miền Nam gọi là tỷ số truyền 1/5. Vậy ta lấy 1.400 chia cho 5 ra 280 vòng. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý khách vui lòng nhấn xuống phần mô tả phía dưới hoặc liên hệ số điện thoại 0981 676 163.